chào anh em, mình là Minh Khang đến từ Coin68. Ngày hôm nay trong video này mình sẽ đem đến cho anh em những cập nhật mới nhất về tình hình chung của thị trường diễn biến trong vài ngày qua. Một thị trường tiền mã hóa vốn được xem là có sự biến đổi liên tục không ngừng nghỉ và luôn có những góc nhìn mới qua từng ngày. Và một điểm lưu ý mình muốn lưu ý đến tất cả anh em rằng là đây là những tin tức do mình tự tổng hợp và cũng đưa ra quan điểm cá nhân của mình gói ghém vào bên trong để đem đến cho anh em một cái nhìn cụ thể hơn. Và đây không phải là lời khuyên đầu tư. Ok, nếu anh em đồng ý với quan điểm của mình, chúng ta hãy cùng bắt đầu thôi. Đầu tiên chúng ta hãy nhìn về các chỉ số của Bitcoin. Thì ngày hôm qua thì Bitcoin đã trả cho chúng ta một cái tín hiệu tích cực rằng là tôi đang nỗ lực trong quá trình phục hồi của chính mình. Đó. Và điều này phản ứng lại rằng là Bitcoin đã leo lên được vùng giá 35.000 đô và vẫn tiếp tục tăng trưởng. Nhưng tại vùng giá này, Bitcoin đã phải gặp một rào cản trở rất lớn đến từ Trung Quốc, lại là Trung Quốc đúng không anh em? Chính là một phớt mới. Vậy thì phớt mới này là gì? Phớt mới này chính là Ngân hàng Nhân dân của Trung Quốc BBOC. Họ đã ngăn cản cũng như là cấm cửa một công ty tại Bắc Kinh trong việc công ty này đang cung cấp trao đổi một cái sản phẩm dịch vụ để tiến hành giao dịch tiền mã hóa. Và cũng thông qua một cái động thái này thì Ngân hàng Nhân dân của Trung Hoa họ đã đưa ra một cái lời cảnh tỉnh, một cái lời cảnh báo đến những công ty còn lại rằng là nếu các anh tiếp tục những cái hành vi như vậy, tôi sẽ đóng cửa tất cả. Và chính vì điều này đã khiến Bitcoin đang trong nỗ lực của chính mình từ vùng giá 35.000 đô sụp đổ hẳn 1.000 giá xuống còn 34.000 đô và thậm chí là 33.800 đô. Nhưng có một điểm tích cực mà chúng ta cần nhìn nhận vào sự kiện này, đó chính là gì ạ? Đó chính là dường như Bitcoin đang dần dần miễn nhiễm và dần dần thích nghi một cách hiệu quả hơn với các phớt đến từ Trung Quốc cũng như những khu vực lân cận khác. Chúng ta hãy nhìn lại bức tranh vào ngày 19 tháng 5 đi, khi mà Phó Thủ tướng Trung Quốc ông ta nói rằng là nước Trung Quốc sẽ hạn chế khai thác tiền mã hóa, rồi sau đó là đàn áp các thợ đào tại quốc gia này, thì Bitcoin đã không ngừng sụt giảm từ 40.000 đô xuống còn 30.000 đô, hoặc thậm chí là từ 42.000 đô xuống còn 33.000 đô. Thì chúng ta đo lường được những mức giảm giá như vậy nó thường rơi vào tầm khoảng là từ 5.000, 6.000, thậm chí là 10.000 đô cho những lần phớt như vậy. Nhưng hiện tại thì sau một cú phớt ngày hôm qua, Bitcoin chỉ giảm 1.000 đô mà thôi. Và rất nhanh chóng sau đó Bitcoin đã lập tức phục hồi và hiện tại đang giao dịch ở mức giá là 34.700 đô. Đây là một tín hiệu rất tích cực dành cho chúng ta vào thời điểm hiện tại. Vậy thì các chỉ số on-chain về Bitcoin trong thời điểm này cho chúng ta thấy điều gì? Nếu vào tháng 6, CEO của CryptoQuant là ông Ki Jong-chul, ông đưa ra cho chúng ta một chỉ số rằng là các lượng ví cá mập hoặc là hành động của các cá mập, các tổ chức lớn đang tiến hành bán Bitcoin với số lượng lớn bằng cách đẩy lên sàn một lượng Bitcoin rất nhiều. Và chúng ta có thực sự bước vào một mùa đông crypto hay không? Thì tầm vào giữa tháng 6, ông đưa ra một cái chỉ số này và khiến cộng đồng rất là hoang mang cũng như các nhà đầu tư rất là lo lắng về một chu kỳ đóng băng của crypto. Nhưng vào thời điểm hiện tại, công ty Sentiment, đó một công ty đưa ra một cái dữ liệu on-chain khác, lại cho chúng ta thấy được rằng là lượng Bitcoin được giao dịch trên các sàn giao dịch hiện tại đang đạt mức thấp nhất trong vòng 6 tháng. Và điều này phản ánh một cách chân thực cho chúng ta rằng là dường như Bitcoin tại thời điểm hiện tại không có một hành động cụ thể rõ ràng nào, nhưng báo hiệu cho chúng ta một dấu hiệu chuyển biến tích cực rằng là áp lực bán tháo đã được giảm xuống rất nhiều. Vì lượng Bitcoin trên các sàn giao dịch nó xuống thấp thì chúng ta lấy gì để bán nữa, đúng không phải đúng không anh em? Và một chỉ số khác đã ủng hộ chỉ số này, đó chính là chỉ số The CryptoQuant, đưa ra là dòng tiền chảy ra và dòng tiền đổ vào các sàn giao dịch cũng như là những dòng tiền luân chuyển để thực hiện các hành động giao dịch trên Bitcoin dường như đang chậm lại và dường như không có dấu hiệu rõ ràng trong việc tiến triển ở một xu hướng nào đó tiếp theo. Đây anh em có thể thấy rằng là dòng tiền net flow, dòng tiền inflow cũng như là outflow nó đều đi ngang như thế này cả. Đây. Và điều này càng làm rõ hơn ở một chỉ báo khác của Glassnode rằng là trên các sàn giao dịch OTC đây là một hình thức giao dịch dành cho các cá mập, các cá voi cũng như các tổ chức lớn và đủ thể loại cá hết, thì họ sẽ thường xuyên giao dịch ở trên các sàn OTC này, thì nó cũng đang ở dấu hiệu rất là thấp
chỉ số này cũng đang đi xuống rất là thấp. Và các cá voi cũng chưa có một hành động cụ thể rõ ràng nào. Vì vậy, dựa trên các chỉ số on-chain hiện tại thì chúng ta có thể thấy được rằng là Bitcoin đang đi sideways. Và tín hiệu hình thành tăng trưởng mạnh mẽ, đột phá sắp tới cũng không có. Tín hiệu áp lực bán tháo như ngày 19 tháng 5, như ngày 22 tháng 6 cũng không có. Và thời điểm này là thời điểm vàng dành cho ai ạ? Đó chính là altcoins. Và altcoin đầu tiên mình muốn đề cập đến cho anh em đó chính là Ethereum. Thì đầu tiên chúng ta có thể thấy được rằng là vào những giai đoạn là 22 tháng 6 và 26 tháng 6, Ethereum đã khá vất vả ở vùng giá là 1.700 đô đến 2.000 đô do chịu sự ảnh hưởng điều chỉnh của Bitcoin. Nhưng khi Bitcoin đi ngang thì Ethereum lập tức tăng trưởng một cách mạnh mẽ và vươn đến vùng giá là 2.300 đô, thậm chí là 2.400 đô. Và đây được xem là một mốc giá cao nhất của Ethereum trong vòng 3 tuần trở lại đây. Vậy thì lý do nào đứng đằng sau sự tăng trưởng của Ethereum? Câu trả lời đó chính là Ethereum 2.0 và dòng chảy Ethereum được đổ vào các nền tảng DeFi được xây dựng trên Ethereum đang thực sự là một điểm đến kích thích các nhà đầu tư rất lớn. Vậy thì chúng ta hãy cùng xem là lượng Ethereum so với Bitcoin được dự trữ trên sàn nó có tiến triển gì hay không. Nếu Bitcoin được dự trữ trên sàn đạt mức thấp nhất trong vòng 6 tháng thì đối với Ethereum con số này là 2.5 năm, một con số quả là ấn tượng. Thì tại sao Ethereum bây giờ đang ngày càng trở nên khan hiếm như vậy? Đó chính là lý do thứ nhất mình hồi nãy mình đã đề cập, đó chính là Ethereum 2.0. Tại vì là sắp tới đầu tháng 7 này thì Ethereum sẽ tiến hành hard fork London, là một bước nâng cấp, một bước cải tiến rất quan trọng để Ethereum tiến tới Ethereum 2.0. Và lượng Ethereum được stake trong Ethereum 2.0 đã tăng trưởng một cách đáng kinh ngạc trong thời gian vừa qua. Chúng ta hãy lùi về ngày 19 tháng 5, một ngày quả thực là đen tối đối với anh em và đối với cộng đồng tiền mã hóa luôn. Thì khi mà Bitcoin sụp một phát từ 42.000 đô về tầm 30.000 đô thì những lượng ETH được stake trong Ethereum 2.0 cũng suy giảm một cách rất là trầm trọng. Nhưng kể từ đó anh em hãy nhìn xem ở trên biểu đồ này, lượng Ethereum từ ngày 19 tháng 5 cho đến thời điểm hiện tại đã có một cái sự tăng trưởng không ngừng nghỉ và hiện tại đã có hơn 6 triệu lượng Ethereum được stake trong Ethereum 2.0 rồi. Và con số tổng giá trị được stake đã lên tới hơn 14 tỷ USD. Đây quả là một con số đáng kinh ngạc. Và mình cũng muốn chia sẻ thêm một xu hướng rằng là hiện tại do thị trường đi ngang cũng như là các nhà đầu tư không tìm được những nguồn lợi nhuận đáng kể từ việc đầu tư vào các altcoin, thậm chí là Bitcoin, nên việc staking để mang đến lợi nhuận đang trở thành một xu hướng. Và ngay chính cả đế chế JP Morgan cũng đã nhắm đến Ethereum 2.0 rằng là rất có thể trong tương lai rằng là Ethereum 2.0 sẽ dẫn đầu trào lưu trong việc staking, tạo ra một số lợi nhuận khổng lồ có thể lên đến 40 tỷ USD vào năm 2025. Và rất sớm thôi, vào ngày hôm qua mình vừa đón nhận một cái tin mới và là Sygnum Bank, đây là một ngân hàng đến từ Thụy Sĩ và họ đã cho ra mắt một sản phẩm Staking Ethereum 2.0. Và đây là một sản phẩm thuộc về Ethereum 2.0 Staking đầu tiên trên thế giới được một ngân hàng chính thống ra mắt. Thì ngân hàng Sygnum này là một ngân hàng ở Thụy Sĩ thôi, không lớn như những đế chế như là JP Morgan hay là Goldman Sachs. Nhưng mà đây cũng là một cái khởi điểm rất là tốt đối với Ethereum. Thì như anh em cũng đã biết được rằng Bitcoin cũng phải mất một cái khoảng thời gian rất là dài để hướng tới những thành công như hôm nay. Ethereum cũng phải mất một khoảng thời gian rất là dài để hướng tới những vùng giá 3.000-4.000 đô như hôm nay, mà trước đó mọi người đều cho rằng đây là một vấn đề hoang tưởng. Thì đối với cái sự kiện này nó cũng như vậy. Đây chỉ là một ngân hàng bình thường, không lớn mạnh như những đế chế ngân hàng khác, như đây cũng là một sự kiện đặt nền móng dành cho Ethereum 2.0 cho việc staking. Và có thể rằng là nền móng này sẽ dần dần tạo một hiệu ứng domino khi nếu hiệu quả trong tương lai và cũng sẽ hướng đến thành công. Thì chúng ta hãy cùng chờ xem nhé. Vậy thì đó là một bức tranh về Ethereum 2.0. Vậy thì về cái lý do thứ hai mình muốn đề cập đến cho anh em là về các nền tảng DeFi được xây dựng trên Ethereum là sao? Đó chính là đây, các anh em có thể nhìn thấy là những altcoin DeFi được xây dựng trên Ethereum đều tăng trưởng hai con số cả.
trong một tuần vừa qua. Điều này chứng minh là dòng tiền đổ vào cái xu hướng DeFi đang dần dần trở lại rồi. Đó, và tổng giá trị vốn hóa của DeFi cũng đang dần dần bật tăng nhẹ trở lại khi đạt tới ngưỡng 78 tỷ đô tính đến ngày 7 tháng 7 ngày hôm nay. Và đó là những lý do tại sao khiến cho nguồn cung Ethereum lại càng trở nên khan hiếm trên các sàn giao dịch như vậy. Trước mắt chúng ta hãy cùng tổng hợp lại. Chúng ta có hard fork London vào tháng 7. Chúng ta có xu hướng staking đang dần trở thành xu hướng cho các nhà đầu tư, mang đến một lợi nhuận đáng kể cho họ. Chúng ta có sự trỗi dậy của các nền tảng DeFi được xây dựng trên Ethereum. Đó, vì ba lý do này nên mình rất tin tưởng vào Ethereum sẽ đột phá trong thời gian sắp tới và quay trở lại vùng giá 3.000 đô, thậm chí là 4.000 đô. Ok, vậy thì chúng ta hãy đến với một nhân vật có thể nói là một hiện tượng trong những ngày vừa qua tiếp theo đi. Đó chính là Axis Infinity. Thì đây, dựa vào biểu đồ trên màn hình của mình thì chắc anh em cũng đã đoán được phần nào rồi đúng không? Axis Infinity đã bay ngút ngàn luôn. Bay hình như gấp 3, gấp 4 lần kể từ thời điểm mà Binance NFT ra mắt. Đây, anh em có thể thấy rằng vào ngày 24 tháng 6 thì đây chính là thời điểm mà Binance NFT ra mắt, thì Axie Infinity đã dao động ở mức giá là 3,39 đô. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại, mức giá cao nhất mà nền tảng đạt được chính là 13,8 đô. Vậy thì đâu chính là cái lý do để khiến cho nền tảng NFT này bay đến như vậy? Thì thực chất sự kiện Binance NFT được ra mắt vào ngày 24 tháng 6 đã khiến cho anh em không khỏi thất vọng về cái xu hướng mà Binance đã tung ra một tháng trước đó. Ngay cả chính mình cũng vậy, mình đã rất tin tưởng vào cái xu hướng này sẽ bùng nổ trở lại, nhưng kết quả nhận lại được rằng là một nỗi thất vọng tràn trề. Nhưng chính Axis Infinity đã là một cái gương mặt đại diện để vực dậy được một cái bộ mặt đầy triển vọng của NFT. Đây, một chỉ số cho mình thấy được là mình theo dõi trên TF Radar thì những thị trường NFT thì Axis Infinity dường như vượt qua tất cả những thị trường NFT nổi trội trước đây như là OpenSea, CryptoPunk hay là NBA Top Shot. Thì cái điều mà khiến cho Axis Infinity thành công đến như vậy chính là do đội ngũ của họ là một đội ngũ rất chất lượng. Họ đã xây dựng nền tảng từ tháng 4, tháng 5, tháng 6 một cách đầy khoa học. Và nổi trội lên đó chính là sự tích hợp sidechain Ronin, vì họ nhận ra rằng là khi mà người dùng muốn tiếp cận đến những nền tảng NFT, muốn sử dụng NFT, họ gặp một cái trở ngại rất là lớn, đó chính là việc phí gas rất là cao. Nên vì thế AXS đã tiến hành di cư những cái nền tảng của mình qua sidechain Ronin. Đó, thì đây là một cái sidechain để giúp cho người dùng có thể trải nghiệm một cách mượt mà hơn, tối ưu hóa hơn những cái hành động của họ, những cái sự tiếp cận của họ đến với NFT, cũng như là giảm thiểu phí gas của họ khi mà họ tiếp cận một cái lĩnh vực này. Và một lý do mà mình cho rằng là một lý do không thể nào bỏ lỡ được trong đợt tăng trưởng lần này của AES, đó chính là Philippines. Đây, thì như anh em, đối với anh em là đã biết rồi hoặc anh em chưa biết thì mình cũng chia sẻ lại cho anh em rằng là thị trường Philippines là một thị trường dường như là màu mỡ nhất của AES, tại vì rất nhiều cộng đồng tiền mã hóa của Philippines đặt niềm tin dường như tuyệt đối vào nền tảng này, và họ sử dụng nền tảng chơi game của AES như một công cụ để họ kiếm ra được lợi nhuận cho họ. Tại vì anh em có thể biết được rằng là người Philippines thì có người họ có công việc, có người họ không có công việc gì cả, hoặc thậm chí có người họ có công việc nhưng mà lương của họ rất là thấp. Thì họ xem cái nền tảng AXS này như là một cái công cụ kiếm tiền dành cho mình, công cụ kiếm tiền chính thức và chính thống dành cho mình vậy. Vì vậy nên cộng đồng ở Philippines của AXS là rất là mạnh. Cộng với việc gần đây Sở Giao dịch Chứng khoán Philippines họ lại muốn trở thành một cái nền tảng giao dịch tiền mã hóa nữa, điều này lại càng thúc đẩy cái làn sóng của cộng đồng tiền mã hóa tại Philippines
Vì vậy, đó là lý do giải thích tại sao AES lại tăng trưởng một cách đột phá và không ngờ như vậy. Đây, anh em có thể thấy rằng là những mã coin của NFT dường như được hưởng hiệu ứng từ làn sóng này đều tăng trưởng hai con số cả. Đây, nhưng với những vùng giá như 6,19 của Theta, đây chỉ là một sự phục hồi thôi. 0,27 của Chili's, đây cũng là một sự phục hồi thôi. Nhưng đối với vùng giá 13,45 USD đối với Axis Infinity thì đây là một cột mốc rất đáng ghi nhận của nền tảng, vì dường như AXS đã phá ATH trước đó và lập một ATH mới tại thời điểm hiện tại. Và mình nghĩ rằng là có lẽ xu hướng NFT trong thời gian sắp tới sẽ được AXS truyền cảm hứng rất là nhiều. Sau một cái bom tấn rất là thất vọng đến từ Binance. Và đó là những gì mình muốn truyền tải trong video lần này. Hy vọng những thông tin trong video này sẽ mang đến những điều hữu ích cho anh em. Một lần nữa mình xin cảm ơn anh em đã đồng hành cùng mình. Và hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo. Bye bye!